tòa nhà S502 trong khu The Rainbow của dự án Vinhomes Grand Park quận 9. Thì Nguyễn Khoa xin mời các anh chị xem và thực tế căn hộ studio sẽ như thế nào mà khi mình nhận bàn giao như là cái sảnh hành lang có thiết kế cảm hứng đây. Là phía hồ bơi họ không căn số 1 ở lầu chung tòa nhà S502. S502 thì chúng ta sẽ ngó qua công viên Hồ Bơi của bên kia là ngõ 503. Thì đây là S501. Là sẽ tặng 2 cái máy lạnh đây. Thì chúng ta sẽ có một cái lô da thì các anh chị là chúng ta thấy được cái đường Vành Đai 3 ở đây, và xa xa là cái khu Manhattan Gallery ở đây. Đây là chúng ta nhìn thấy Manhattan Gallery, còn cái Manhattan cái mé này sẽ bị rút ở đây một tí. Đây là Manhattan Gallery đang mở bán online tối nay.